Bây giờ mình đang ở nhà ga chính của Dresden và bây giờ chuẩn bị mình sẽ đi Berlin ha. Thì bây giờ mình đang đợi tàu thôi. Và khi tới Berlin thì mình sẽ đi từ Berlin tới trạm trên số Potsdam ở bên biển. Và sau đó thì mình sẽ đi check-in. Thì theo chân tụi mình nào. Check-in ha. Nhưng mà đó thì đây là mình thấy một cái tòa nhà rất là đẹp ở gần nó, quá đẹp luôn. Đang tính chụp vào các bạn. Đây sẽ mua vé trực tiếp vào. Là chỉ có 8 thì cuối cùng cũng tới rồi các bạn à, rất là đông luôn. Tại vì hôm nay trời rất là đẹp nên là rất là nhiều người đi chèo thuyền nè, hoặc đạp xe nè, hoặc là chọn cái hình thức
sau. Đây, sau này đây sẽ là nơi mà tụi mình sẽ check in và nhận tàu. Thì sau đó là tụi mình sẽ đặt cọc một số tiền, và sau đó là khi mình check out thì sẽ lấy lại. Và rất là đông và đang phải đợi tên lửa của mình để mà hỏi, để mà check in đây. Ôi rất là nhiều tàu các bạn à, anh thấy đó, là tàu lớn tàu bé nha. Vì hôm nay nắng đẹp nên ôi tụi mình đã check in ở đây này. Đây là cái tàu của bọn mình. Và tàu này các bạn có thể nhận. Ồ, đây là cái tàu khác này. Và cái hộp và cái thùng màu đỏ kia là thùng dầu hay là xăng gì đó. Thì tụi mình sẽ được nhận 2 thùng cho 2 ngày. Đây là cái tàu đây. Tụi mình check in đây. Và tụi mình sẽ nhận nói chung mình order thêm BBQ hoặc là toilet hoặc là thang thì tụi mình sẽ nhận ở đây luôn. Okay, nhìn ra đây nào.
lão. Thứ ngồi ha. Ở đây là BBQ của tụi mình order ở đây. Ở đây là chuẩn bị nhóm lửa này. Và tụi mình bây giờ tụi mình sẽ lần lượt một xíu thôi, sau đó là tụi mình sẽ đóng neo một chỗ đó để mà làm BBQ.
tụi mình đang tìm một cái bến đậu để mà có thể qua đêm tối nay. Qua đêm thì đây các bạn đã thấy là một số thuyền nó đã neo đậu đây để mà ngủ qua đêm đó các bạn ạ. Đó thì bây giờ tụi mình cũng sẽ tìm một vị trí để mà có thể đóng cọc lại mà ngủ hôm nay. Bây giờ tối mà vẫn còn mặt trời các bạn, tại vì bên Úc thì 9 giờ đêm mới là hoàng hôn rồi, nên là bây giờ 7 giờ thì vẫn mặt trời vẫn còn chói chang lắm. Đây là khu nhà giàu, ở rất không có viên nhưng mà vẫn lắm tàu thuyền phết đó các bạn ạ. Và xa xa đó là một cái tàu như tụi mình luôn. Thì chắc là nếu mà những người mà thuê trong ngày thì họ phải trở về từ 7 giờ 8 giờ tối sau đó, tại vì tụi mình đi hướng này thì thấy rất là nhiều tàu, như là tàu của mình đi ngược hướng ngược lại. Bye.
tụi mình thôi. Cũng hơi crappy một xíu. Và bên này thì sẽ có một ok, trời dần tối rồi và tụi mình đang chuẩn bị bơm nệm để mà sẽ ngủ ở đây tối nay. Và ở đây là rất là vắng lặng các bạn ạ. Lặng như tời đó. Và xa xa thì sẽ có một vài chiếc thuyền và đàn vịt ngỗng ngang gì đó. Và bên phía kia thì kia là một bến tàu vậy đó. Và chỉ có tụi mình ở đây thôi nên là cảm giác cũng hơi creepy một xíu. Và cho chim bé cá rất là nhiều nha. Và đây là tụi mình sẽ chuẩn bị bơm nệm đây. Và đây là cái như là cái phòng của tụi mình luôn. Thì cái phòng này thì nó sẽ có bốn ngăn. Thì ngăn này tụi mình đựng cái này, cái trắng đen này là cái hộp, không thấy gì ha. Gồm có bốn ngăn và cái trắng đen kia là cái đi vệ sinh, cái giấy vệ sinh nè. Cái ngăn này tụi mình dùng để đựng đó. Và ngăn thứ hai thì tụi mình dùng để đựng mình làm chân gối nè, và vali của mình và khăn tắm của mình đây. Và đây là người ta sẽ phát cho mình một cái hộp cứu thương các bạn ạ, để phòng các bạn bị cháy máu hay là bị đứt tay gì đó, ta sẽ dùng cái hộp này. Này thì tụi mình cũng dùng để vali nè, dùng để vali và những vật cái này để than nó dùng làm BBQ nha các bạn, than làm BBQ nước ngọt và các vật dụng linh tinh. Ngăn này thì tụi mình để cái này là áo phao chuẩn bị sẵn, họ đã chuẩn bị sẵn cho tụi mình rồi. Và đây là cũng là đồ đạc linh tinh thôi. Thì đây là toàn bộ cái phòng, đây là toàn bộ cái phòng đó, cái phòng ngay bên trong đó. Và xíu nữa thì tụi mình sẽ đặt những cái miếng thanh gỗ thế này này, miếng thanh gỗ thế này lên, là thì tổng cộng sẽ có 6 thanh gỗ và nó sẽ thành như một cái giường gỗ vậy. Và tụi mình sẽ để tấm nệm lên để mà ngủ và để những vật dụng cần thiết. Và bên cạnh thì đây kế tiếp, đây là cái đèn của tụi mình. Và tụi mình cũng có thêm một cái đèn nhỏ nhỏ bên này nữa đó. Và bên phía bên này là cái cửa ha. Trời, anh nóng rồi, anh nóng rồi. Thì mình sẽ mở ở đây ha. Đó, thì bên này khi các bạn không chạy động cơ nữa thì các bạn sẽ để lên đây này. Và đây là hai cái là phao cứu hộ này. Và đây là cái thùng này là sẽ đựng xăng đó.
sẽ đón sang qua cái thùng này. Cái thùng còn lại thì tụi mình sẽ cái này là cái mà để di chuyển ha, để lái thì các bạn điều khiển qua bên này thôi. Cái này là bạn ga này, cái này là bạn ga này. Xong rồi các bạn, nếu mà các bạn muốn đi bên phải thì các bạn nhấn vào bên trái, còn nếu mà bạn muốn đi bên trái thì các bạn phải bên phải thôi. Và bên này thì tụi mình là họ sẽ để cái mà gọi là cái móc câu để mà, thì hiện tại thì tụi mình đang để rồi nè. Đó, tụi mình trong này là có hai cái, thì tụi mình để móc câu để mà cố định, để mà tàu không có bị xê dịch. Tại vì gió thì tàu sẽ bị xê dịch đó các bạn. Và đây là hành lang thôi. Đó, hành lang đây. Thì cảm giác đêm đầu tiên ở đây thì cũng chỉ là được về thiên nhiên đó. Nhớ quê kinh khủng luôn. Tại vì mình là sống ở quê mà, nên là tự nhiên yên lặng tĩnh lặng thế này rất là nhớ quê luôn. Trời đã rất là tối rồi các bạn ạ. Phố lên đèn rồi. Bên anh đã chuẩn bị xong. Nè em đêm á, tối nay ngủ rồi. Và các bạn nhìn vào, nhìn vào bầu trời cái này. Trang rất là đẹp luôn. Ok. Thì đây là nhà của tụi mình đây. Và hy vọng tụi mình sẽ có một đêm ngon giấc.